đội hình dự kiến đội tuyển Việt Nam gặp Philippines, Nguyễn Ngọc Hải trở lại. Huấn luyện viên Chelsea nhiều khả năng không xáo trộn lớn về đội hình so với các trận đấu giao hữu trước đó của tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 tháng 11 này. Đây là giải đấu chính thức đầu tiên của toàn đội dưới triều đại huấn luyện viên Philippe Chelsier. Nhà cầm quân người Pháp có 8 tháng tuyển chọn, thử nghiệm để có sự chuẩn bị chu đáo nhất. Qua những trận giao hữu gần đây, nhiều khả năng ông Chelsier đã định hình được bộ khung cho đội tuyển Việt Nam ở trận đấu gặp Philippines. Trong khung gỗ, thủ thành Đặng Văn Lâm sẽ là ưu tiên số 1, cầu thủ của Quy Nhơn Bình Định có nhiều năm chinh chiến ở đội tuyển. Kinh nghiệm và khả năng chỉ đạo hàng thủ của anh đóng vai trò rất quan trọng ở giải đấu lần này. Việc Nguyễn Ngọc Hải trở lại tập luyện bình thường là tin vui với đội tuyển Việt Nam. Trước đó, ông Chelsea mất Đỗ Duy Mạnh vì chấn thương. Như vậy, bộ ba trung vệ của đội sẽ là Nguyễn Ngọc Hải, Bùi Hoàng Việt Anh và Phan Tuấn Tài. Nguyễn Ngọc Hải sẽ chơi lệch phải, Việt Anh thi đấu ở trung tâm. Tuấn Tài đóng vai trò trung vệ lệch trái nhằm phát huy khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới. Ở hành lang phải, sau khi Trương Tiến Anh bị loại, Vũ Văn Thanh, Phạm Xuân Mạnh và Hồ Văn Cường là ba ứng viên. Nhiều khả năng, Văn Thanh sẽ được lựa chọn khi anh có phong độ tốt trong thời gian gần đây. Xuân Mạnh cũng tương tự nhưng anh thể hiện phong độ đó khi được xếp chơi bên cánh trái hàng thủ của Hà Nội FC. Bên cánh đối diện, Võ Minh Trọng cạnh tranh vị trí với Triệu Việt Hưng. Ông Chelsea đang đặt nhiều niềm tin ở cầu thủ của câu lạc bộ Bình Dương. Minh Trọng đã chơi cả hai trận đấu với Uzbekistan và Hàn Quốc. Cầu thủ này có lợi thế về tốc độ hơn so với Việt Hưng. Vì vậy, trước một Philippines bị đánh giá thấp hơn, điểm mạnh này của cầu thủ sinh năm 2001 sẽ có lợi thế. Ở trung tâm hàng tiền vệ, huấn luyện viên Chelsea sẽ ưu tiên kinh nghiệm. Do đó, Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Tuấn Anh là hai lựa chọn tốt nhất. Họ cũng rất hiểu nhau khi có nhiều năm tác chiến dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Với hai lựa chọn kể trên ở hàng tiền vệ, Hoàng Đức sẽ được xếp đá tiền đạo, đồng thời thường xuyên lui về hỗ trợ tuyến giữa lên bóng. Trong khi đó, hai cầu thủ chơi tiền đạo cánh là Nguyễn Văn Quyết và Phạm Tuấn Hải. Tuấn Hải sẽ chơi lệch phải nhưng có xu hướng đâm vào giữa, tận dụng khoảng trống do Hoàng Đức tạo ra. Văn Quyết mang lại sự uyển chuyển và biến hóa cho cánh trái của đội. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 16 tháng 11 trên sân vận động Rizal Memorial,